Những venture capital mà bạn phải biết. Venture capital là những quỹ đầu tư mạo hiểm rót vốn cho những dự án mới thành lập. Lý do ra đời của những VC đến từ nhu cầu gọi vốn của những dự án nhỏ không có khả năng gọi vốn trên thị trường hoặc vay nợ ngân hàng. Nghiên cứu một dự án đầu tư thì các quỹ hỗ trợ đằng sau dự án này có chất lượng hay không sẽ là một yếu tố vô cùng quan trọng. Sau đây sẽ là 5 quỹ mà bạn phải đặc biệt lưu tâm. Thứ nhất, quỹ đầu tư Coinbase Venture. Coinbase Venture được thành lập vào tháng 4 năm 2018. Đây là bộ phận đầu tư thuộc quản lý của công ty Coinbase. Chắc hẳn bạn vẫn nhớ Coinbase là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất tại Hoa Kỳ với người đứng đầu là Brian Armstrong. Thứ hai, quỹ đầu tư Binance Lab. Binance Lab là một phần của hệ sinh thái Binance được thành lập vào năm 2017. Và Binance hiện là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới với vị CEO là Changpeng Zhao. Thứ ba, quỹ đầu tư Alameda Research. Alameda Research là một trong những tên tuổi hàng đầu trong giới crypto được thành lập vào tháng 10 năm 2017. Đằng sau hậu thuẫn quỹ chính là Sam Bankman-Fried, CEO của sàn giao dịch FTX. Hiện quỹ đang quản lý hơn 1 tỷ đô la tài sản kỹ thuật số và giao dịch từ 1 đến 10 tỷ đô la mỗi ngày xoay quanh altcoin và các sản phẩm phái sinh. Thứ tư, quỹ đầu tư A16Z. A16Z hay còn được biết đến với cái tên là Andreessen Horowitz được thành lập bởi hai nhà kỹ sư khoa học máy tính kiêm nhà đầu tư mạo hiểm Andreessen và Horowitz vào năm 2009 tại thung lũng Silicon. Quỹ hiện đang quản lý hàng chục tỷ đô la và những cái tên công nghệ lớn đã từng được đầu tư có thể kể đến như Facebook, Instagram hay là Skype. Còn với thị trường tiền mã hóa thì quỹ cũng đã đổ vào hơn 1 tỷ đô la cho các dự án tiềm năng. Thứ năm, quỹ đầu tư Pantera Capital. Pantera Capital được thành lập bởi cựu giám đốc quản lý Tiger và giám đốc tài chính Dan Moorhead. Chiến lược đầu tư toàn cầu của Pantera đã rót hơn 1 tỷ USD phân bổ cho tổ chức. Vào năm 2013, Pantera đã tạo ra quỹ đầu tư mạo hiểm blockchain đầu tiên ở Hoa Kỳ. Đây là 5 quỹ đầu tư lớn đã hỗ trợ rất nhiều dự án thành công trong thị trường mà mọi người nên chú ý để lựa chọn. Ngoài ra, còn rất nhiều các quỹ khác nữa. Nếu mọi người muốn biết thêm về nội dung này thì có thể để lại bình luận phía dưới cho mình biết nhé.